Vì sao hữu cơ organic đa dụng được xem là giải pháp canh tác mới trong việc cải tạo đất, tạo nên một nền hữu cơ tốt cho đất trồng, hỗ trợ cây trồng ứng phó với điều kiện bất lợi của thời tiết? Những nội dung này sẽ được giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ tư vấn cụ thể trong chương trình Canh tác thông minh ngày 23 tháng 10 năm 2022. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.